ta sẽ cùng ghé thăm đất nước Hà Lan và cùng huấn luyện viên Đặng Phương Nam tìm hiểu về sân vận động của câu lạc bộ Heerenveen, nơi mà Đoàn Văn Hậu đang nỗ lực hết mình để tìm chỗ đứng. Các bạn thân mến, lúc này thì tôi đang có một cái trải nghiệm thực sự là tuyệt vời khi tôi đang đứng trên sân động của Heerenveen, sân động có tên là Amber Lancashire Stadium.